Chào mọi người, hôm nay mình sẽ lắp camera giấu kín ở trong vườn lan xem có gì đặc biệt diễn ra nha mọi người. Cái gì?
Chào mọi người, hôm nay rảnh rảnh mình sẽ giới thiệu với mọi người một món thức uống dân dã liên quan đến, nói chung là món này thanh niên thế hệ 8x 9 trở lại mình trước thì biết, còn những bạn trẻ trẻ bây giờ chắc là chưa được thưởng thức món này bao giờ. Mình đi vào mình chuẩn bị nhé, bí mật một xíu nó mới vui. Đúng, mọi người có gì theo dõi mình nhé. Chào mọi người, hôm nay rảnh rảnh mình sẽ giới thiệu mọi người một món đồ uống rất là đặc biệt. Cái món này thì nó gắn bó với
xưa khoái khẩu của phần lớn mọi người. Một người lúc còn nhỏ nhỏ, nhiều khi đó là chị em trong nhà tranh nhau một ly nước, ly nước đặc biệt này. Đó là gì mà mọi người cùng theo dõi. À, buổi sáng mát mẻ, chúc mọi người buổi sáng mát mẻ, vui vẻ, tươi trẻ.
Hãy
Đây là hoa giả hạc này mọi người, thơm lắm. Mùi thơm lừng luôn. Mắt đẹp. Mùi nó rất là thơm, rất đặc biệt. Không diễn tả được. Gửi gần mùi rất là hơi nồng nồng, nhưng gửi xa nó thông thoáng, rất là thơm mọi người. Đây là lan giả hạc, đang có vài nụ nữa đang ra. Cái này người ta gọi là kỳ, nó mọc ra từ thân, từ các mắt nó chưa chưa ra hoa, đang gọi là kỳ nha mọi người. Thơm lắm. Dòng này là một trong những dòng lan thơm, lan rừng thơm nhất, ai cũng thích.